Tổng thống Biden có mục tiêu về biến đổi khí hậu đầy tham vọng. Nhưng với một tối cao pháp viện mà phe bảo thủ chiếm đa số và giá xăng tăng cao, những kế hoạch đó liệu đã đi đời? Chào mừng đến với Hoa Kỳ chưa tiết lộ, tôi là Chris Chappell. Năm ngoái, Tổng thống đắc cử Joe Biden cam kết sẽ cắt giảm lượng khí nhà kính của Mỹ xuống còn một nửa vào năm 2030 và đưa Mỹ trở thành một nền kinh tế không phát thải không muộn hơn năm 2050. Nhưng có câu tục ngữ xa xưa nói thế này: Tổng thống Dân Chủ lên kế hoạch, tối cao pháp viện phe bảo thủ chiếm đa số chỉ cười. Tuần trước, tối cao pháp viện Mỹ đã giới hạn quyền của cơ quan bảo vệ môi trường trong giảm thiểu phát thải khí nhà kính từ nhà máy điện. Và phán quyết này là, bạn đoán đúng rồi, 6-3. Vì mọi phán quyết của tối cao pháp viện bây giờ toàn là 6-3 cả. Thú thực là tôi từng xem các trận đấu giữa Harlem Globetrotters và Washington Generals còn có kết quả khó dự đoán hơn thế. Trong thông cáo đối lập, thẩm phán Elena Kagan viết, pháp viện tự chỉ định bản thân thay vì quốc hội hay cơ quan có chuyên môn là người quyết định chính sách về khí hậu. Tôi không thể tưởng tượng được điều gì khác đáng sợ hơn thế. Thật ư, tôi thì có thể nghĩ ra rất nhiều thứ đáng sợ hơn. Một con nhện khổng lồ có 8 chân, mỗi chân cầm một khẩu súng thì sao? Hay thức dậy giữa đêm và phát hiện thấy thằng Hề đứng xung quanh giường? Hay mẹ hỏi ngay trước mặt bạn gái mới, khi nào có định cho mẹ làm bà nội đây? Nhưng phán quyết này chắc chắn có thể tổn hại tham vọng biến đổi khí hậu của Biden. Một số kênh truyền thông nói tay của ông ta giờ đã bị trói hay bị còng rồi. Thật sao? Bị trói? Bị còng? Truyền thông có chút phóng đại quá. Hoặc là vài vị phóng viên đang viết theo phong cách rất là tưởng tượng. Tôi không biết từ an toàn của Biden giờ là gì nhỉ? Hoặc là thế, hoặc là Ultra Mega. Nhưng đặc phái viên khí hậu của Mỹ John Kerry vẫn tiếp tục lạc quan, bất chấp bước lùi này, ông ta nói. Tổng thống Biden có quyền lực to lớn để tiếp tục tiến tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến tới. Tôi tuyệt đối tự tin về năng lực tiếp tục dẫn dắt trên quy mô toàn cầu, vốn là điều chúng tôi đang làm lúc này. John Kerry khá là giỏi trong phát biểu động viên sau khi bị phe bảo thủ đánh bại. Cũng hợp lý, ông ta có kinh nghiệm quá mà. Nhưng John Kerry có thể đúng về việc này, và tôi thường không nói thế thường xuyên đâu. Tối cao pháp viện không nói EPA không thể ra quy định về phát thải carbon. Chỉ là EPA không được phép buộc các nhà máy điện trên cả nước chuyển từ than sang các dạng năng lượng tái tạo, trừ khi quốc hội yêu cầu. Tòa muốn quốc hội phải hướng dẫn cụ thể khi muốn cấp cho một cơ quan quyền quy định về một vấn đề có ảnh hưởng lớn tới quốc gia. Tức là tối cao pháp viện nói khi có chuyện lớn, quốc hội cần hướng dẫn cụ thể các cơ quan liên bang cần làm gì. Thay vì các cơ quan liên bang tự tung tự tác, miễn là không bị quốc hội bảo không được làm. Tất cả những gì Tổng thống Biden cần làm là khiến quốc hội hợp tác cùng nhau và thông qua một luật. Tôi đùa ai được chứ, điều đó chả bao giờ xảy ra đâu. Phán quyết này của tối cao pháp viện không phải là đòn duy nhất giáng vào mục tiêu khí hậu của Biden. Và Biden cũng không thực sự làm tốt việc dẫn dắt thế giới vào lúc này. Có lẽ kẻ thù lớn nhất với các kế hoạch của Biden chính là bản thân Biden. Tôi sẽ nói lý do ngày sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Tổng thống Biden đã hứa hẹn rất nhiều về biến đổi khí hậu khi nhận nhiệm sở. Và ông ta thực sự đã thực hiện một số lời hứa. Trong tuần đầu tiên nhậm chức, Biden đã ký một lệnh hành pháp chấm dứt khoan dầu và khí trên đất và nước liên bang. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 6 tháng sau khi ông nhậm chức, số lượng lệnh phê duyệt cấp phép khoan mới cao gần bằng hồi George Bush còn tại nhiệm. Đó là vì rất nhiều mỏ nhiên liệu hóa thạch đã được cho thuê, nên các công ty đó được phép tiếp tục khoan. Và một thẩm phán đã chặn lệnh hành pháp cấp khoan mới của Biden. Nên thực chất đây giống như bố dù đã hứa sẽ mua kem nhưng lại đưa bạn tới tiệm McDonald's, dù biết rằng máy làm kem ở đó không bao giờ hoạt động. Biden cũng không mạnh tay đấu tranh mạnh hơn để ngăn việc khoan dầu vì sợ gây cản trở nền kinh tế. Vì ngay cả từ năm ngoái, giá xăng cũng đã tăng với mức trung bình trên toàn quốc ngấp nghé $3 một gallon. Vâng, đây là nỗi sợ của năm 2021. Nếu hôm nay báo chí lên một bài thế này thì người ta sẽ nhảy múa ăn mừng trên phố. Biden cũng hy vọng rằng việc khoan dầu trong nước sẽ giúp ổn định và cuối cùng làm giảm giá xăng. Nhưng có câu tục ngữ cổ nói thế này: Tổng thống Mỹ lên kế hoạch, còn Putin thì cười.
Có lẽ không hẳn là cười. Cứ như thể việc cười khiến ông ta đau khổ không tưởng tượng nổi vậy. Cuộc chiến ở Ukraine của Nga đã khiến giá xăng vốn đang tăng kia lại tiếp tục tăng mất kiểm soát, khiến Biden chỉ còn lại những lựa chọn tồi để làm giảm giá dầu. Ông ta hoặc phải vi phạm lời hứa khi tranh cử và khoan thêm dầu trên đất liên bang, hoặc sẽ phải nhờ Ả Rập Xê Út tăng sản lượng dầu khi tới thăm nước này vào tháng tới. Sẽ có chút ngượng vì ông ta từng thề sẽ biến nước này thành quốc gia bị cộng đồng ruồng bỏ vì thành tích nhân quyền của họ. Biden đành chuyển từ chúng tôi không cần các ông sang các vị có chút dầu nào không. Đối mặt với những lựa chọn tồi này, Tổng thống Biden đã chọn cánh cửa số 3. Gọi giá xăng tăng là do Putin hết lần này tới lần khác. Rồi cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Điều mà thật sốc là cũng chẳng có tác dụng gì. Tháng tới, Tổng thống Biden sẽ tới hẹn thăm Ả Rập Xê Út, nhưng Biden nói sẽ không trực tiếp yêu cầu Ả Rập Xê Út sản xuất thêm dầu trong chuyến công du. Ông ta có ý gì khi nói sẽ không trực tiếp yêu cầu? Có giống như cố tình gợi ý nhưng không nói thẳng quà sinh nhật mong muốn không? Phải chăng Biden sẽ để laptop mở sẵn trang về bài báo nói Hoa Kỳ sớm sẽ phải trả $3 một gallon xăng? Ước gì có được chuyện này nhỉ, nháy nháy mắt. Nếu ông ta không yêu cầu Ả Rập Xê Út khai thác thêm dầu, thì chỉ còn cách nuốt lời hứa tranh cử thôi. Điều này đã dẫn tới việc chính quyền của ông bị các tổ chức môi trường kiện. Nhưng Biden là người đàn ông của thỏa hiệp. Thế là trong một nỗ lực cố làm vừa lòng tất cả mọi người, tuần trước ông ta đã đề xuất một kế hoạch cho phép 10 giấy phép thuê đất khoan dầu ở vịnh Mexico và một ở bờ biển Alaska. Mặc dù điều này đi ngược lại lời hứa không cấp giấy phép khoan mới, nhưng đúng là đã giảm so với kế hoạch thời Trump cho phép hàng chục giấy phép khoan như vậy. Và tất nhiên, khi cố gắng khiến mọi người vừa lòng, cuối cùng lại chẳng ai vừa lòng cả. Kế hoạch này bị cả hai phe bảo vệ môi trường và ngành công nghiệp dầu mỏ chỉ trích nặng nề. Nếu có điều gì mà Biden thật giỏi thì đó là khiến cả hai phe cùng nhất trí với nhau rằng ông ta làm việc chả ra sao cả. Tổng thống Biden tuyệt vọng tới nỗi đã yêu cầu các trạm xăng giảm giá trên Twitter. Quá đỉnh! Sao ta không nghĩ ra điều này từ sớm nhỉ? Sao dừng lại tại đây? Nhân tiện, đi học và thuê nhà nên làm miễn phí, ăn bánh không nên làm bị béo phì, và Chick-fil-A nên mở cửa vào Chủ nhật. Dù tay có bị trói và bị còng bởi túi cao pháp viện, không làm gì được để kiềm chế phát thải khí nhà kính, và giá xăng tăng khiến ông ta tiếp tục phải khoan dầu và khí. Mục tiêu biến đổi khí hậu của Biden bị đứng lại trong kịch bản tốt nhất. Và với lạm phát đang khiến tỷ lệ chấp thuận của phe Dân Chủ lao dốc siêu thấp, tới mức họ đang đứng trên bờ vực một thất bại lịch sử trong cuộc bầu cử giữa kỳ, mọi hy vọng của Biden rằng thông qua những luật khí nhà kính mới có lẽ sẽ bị chôn vùi dưới đáy đại dương. Nhưng thế cũng được, vì mọi thứ chôn vùi dưới biển có lẽ sẽ được đào lên trong những lần khoan dầu ngoài biển mới. Vậy các bạn nghĩ sao? Phải chăng mục tiêu khí hậu của Biden đã đi tong? Hãy để lại bình luận bên dưới và xin nhớ là Hoa Kỳ chưa tiết lộ được tài trợ chủ yếu từ khán giả. Nhớ truy cập patreon.com/americauncovered. Ủng hộ $1 cho mỗi tập. Chúng tôi dựa vào sự ủng hộ của bạn để tiếp tục làm các tập thật hay. Hoặc hãy gia nhập cộng đồng mạng xã hội không kiểm duyệt dành riêng cho kênh trên Locals. Truy cập vào địa chỉ americauncovered.locals.com. Một lần nữa, tôi là Chris Chappell. Cảm ơn đã theo dõi Hoa Kỳ chưa tiết lộ.